Epside có phải là dịch vụ hóa chất ít hư tổn nhất đúng không anh? Khi mà anh em sử dụng Epside hoặc là anh em vào tiệm tóc, anh em sẽ thấy là cái bảng giá của Epside nó là dễ tiếp cận nhất. Thường thường nó sẽ rẻ hơn những dịch vụ uốn ép nhuộm khác. Và xét từ cái mức độ hư tổn thì chúng ta có thể so sánh. Khi mà Epside chúng ta ép hai bên đúng không? Hay cùng lắm là tạo phồng một chút mái. Kể cả mà chúng ta làm nó có không ok đi thì cái mức độ hư tổn nó cũng rất là ít. Nếu mà nói về Epside nó không ok là ví dụ như chúng ta ép nó không được gọn xuống thì gọi là không ok đúng không? Hay là nó linh tinh một chút thì cái mức độ hư tổn, cái mức độ sửa chữa khi chúng ta sửa chữa lại nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Còn khi mà chúng ta uốn ép duỗi bên trên hay là nhuộm đi, ví dụ nhuộm nó loang lổ màu chúng ta phải nhuộm lại hoặc là cắt đi đúng không? Bởi vì nó rất là lộ mà nó lại ở một cái khu vực rất lớn, hay là uốn thế uốn nó xoăn quá đúng không? Chúng ta để phải duỗi ra, hay là duỗi mà nó hư nó cháy tóc gì đó thì nó cũng mức độ hư tổn nó rất là nhiều, cái phạm vi nó bị nhiều hơn so với Epside rất là nhiều. Chính vì thế mà mình thấy Epside nó là cái dịch vụ gọi là dễ dàng tiếp cận, dễ dàng làm cũng như là dễ dàng sửa chữa nhất và anh em có thể tự làm tại nhà. Đấy thì ở trên đây thì mình có cung cấp cho anh em hai cái phiên bản chính để anh em tự làm tại nhà, một cái phiên bản 150ml như này và một cái phiên bản 300ml như này để anh em sử dụng được lâu hơn nhé. Ngoài ra có một cái phiên bản 500ml dành cho những anh em tiệm hoặc là anh em sử dụng chung, sử dụng được rất là nhiều lần nữa. Anh em có thể tham khảo sản phẩm ở bên dưới nhé. Và cần tư vấn gì hãy comment cho mình sẽ tư vấn cụ thể cho cái tình trạng tóc của anh em để làm cho nó ok nhất nhé. Cảm ơn anh em.